Xin chào, lại là mình đây. Mình là Tuấn Tiger 86. Mình sẽ review phim Cuộc Phiêu Lưu của Sinbad. Bây giờ anh Duba và Phi Du đã qua cánh cửa khác. Anh Duba và Phi Du đã tìm được cái đầu lâu thứ hai, nhưng xung quanh nó toàn là rắn độc và được rắn độc bảo vệ rất được an toàn. Anh Phi Du nói về logic thì chúng không độc án, chúng chỉ là những con bò sát bò trên đất thôi, nhưng chúng là làm tôi sợ sau đó. Anh Duba lại nói tôi lại ghét lũ bò sát này lắm, rồi ước gì chúng đi nơi khác để chúng mình lấy được cái đầu lâu rồi mau thoát khỏi nơi quái quỷ này. Anh Duba và Phi Du lại nghe tiếng hú và quay lưng lại thì thấy bộ tộc cái rìu. Anh Phi Du nói chúng ta đứng yên thì chúng không làm gì. Vừa nói xong bộ tộc cái rìu đã quăng cái rìu về phía hai anh. Anh Duba nói còn đứng đó nữa hả, chạy đi tìm chỗ núp thôi chứ không là chết đó. Chạy mau, và hai người đã núp vào một bụi cây. Anh Phi Du nói chúng có thể đánh mùi được ta đó vì chúng là bộ tộc rìu, mà bây giờ chúng ta phải làm gì đây chứ núp đây hoài à. Anh Phi Du lại để tôi đi đánh lạc hướng bọn chúng rồi anh đi lấy cái đầu lâu. Không sao đâu, tôi chạy quanh đây à, không xa đâu, ta ở đây nè, mau qua đây. Ha ha, thấy ngươi rồi nha, ha ha, ngươi chạy không thoát chúng ta đâu, chạy đâu cho thoát hả? Ha ha, chạy đâu cho thoát chúng ta, mà bắt được thì sẽ lột da và ăn thịt bọn bây, ha ha ha. Gốm thấy vậy mà nó chạy dữ vậy ta. Thấy bọn tộc rìu đã đuổi theo anh Phi Du, thế là anh Duba chạy lại phía đầu lâu, nhưng nhìn thấy mấy con rắn bò xung quanh cái đầu lâu thì thấy ớn lạnh. Giờ ta phải làm gì đây à, đi kiếm một cành cây. Anh Duba nhìn xung quanh thấy có cành cây liền cầm cành cây lên để rích cái đầu lâu, nhưng nhìn xuống phía dưới đầu lâu thấy toàn là rắn. Ơi mẹ ơi, rắn nhiều quá, lấy cành cây đã rích được cái đầu lâu. Anh Duba đã dùng cành cây nhẹ nhẹ đã rích được cái đầu lâu, còn bên kia thì bọn tộc rìu sắp đuổi kịp anh Phi Du chạy muốn thục hơi luôn. Anh Phi Du la lên, anh Duba đã lấy được đầu lâu chưa, tôi chạy mệt quá trời nè. Anh Du nói tôi đã lấy được rồi, và thế là cánh cửa thần đã xuất hiện. Hai anh em lại cánh cửa và chui vào cánh cửa. Anh Duba nói Phi Du chạy về tôi nè. Anh Phi Du chạy về phía anh Duba. Anh Duba dùng hết sức mình nhắt cái rìu dính vào tảng đá lớn quăng vào hai người tộc rìu, và thế là anh em chạy vào cánh cửa thần. Anh Duba nói Phi Du chúng ta đi thôi, thế là cánh cửa thần đã biết mất. Bọn tộc rìu nhìn xung quanh không thấy ai hết và nói chúng biến đâu mất rồi. Hai người tộc rìu vừa chạy vừa la và chúng nhảy lên cánh cửa thần và cánh cửa thần đã biến mất. Hai người tộc rìu hỏi với nhau chúng đi đâu hết rồi ta. Hai anh em Phi Du và Duba đã qua cánh cửa thần thứ ba. Anh Phi Du nói rất may là chúng ta đã chạy thoát, và hai người đã nhìn lên phía trước và thấy Sinbad và Gonga đang chờ phía trước. Thấy Sinbad và Gonga, anh Duba la lên Sinbad, Duba anh trai tôi đó, Sinbad em chờ anh có lâu không, Duba anh lấy cái đầu lâu có dễ không, dễ thì không dễ, toàn là rắn độc không. Bốn người đã hợp mặt cùng nhau đi tìm cái đầu lâu thứ ba, thế là bốn người đã nhìn lên và thấy cái đầu lâu thứ ba. Anh Duba nói bây giờ đã xong, cái đầu lâu thứ ba đã xuất hiện và từ phía sau có một ông già đã đánh vào đầu Duba làm Duba ngất xỉu. Ông già nói tụi bay không muốn chết thì đưa tao mấy cái đầu lâu kia chứ không là tụi bay sẽ chết ở nơi này. Thấy thế Gonga đã đưa túi đựng mấy cái đầu lâu cho ông để. Ông già nói còn cái đầu lâu thứ ba bên kia kia, có giỏi thì qua lấy, thần rắn của ta không để yên cho bọn bay đâu, có ngon thì qua lấy. Ông già liền móc trong túi của mình một cái vỏ ốc rồi đưa vào miệng thổi một cái, liền ở dưới sông có một con rắn khổng lồ đã xuất hiện và nó đã phình cái mang của mình ra.
Ông già nói đừng thấy ta có một mình mà dễ ăn hiếp nha, ta có thần rắn bảo vệ không ai mà đụng tới ta, và giờ ta đã có mấy cái đầu lâu. Thấy con rắn khổng lồ, bọn Sinbad đã kiếp sợ. Ông già quay qua định lấy cái nón tàng hình và mấy cái đầu lâu liền bị Sinbad ngăn lại. Ông già dùng gậy đập vào mặt Sinbad làm Sinbad ngất xỉu. Duba liền tỉnh dậy chạy lại ngăn ông già lại. Duba đã lấy được nón tàng hình và mấy cái đầu lâu liền quăng qua Sinbad và nói với Sinbad là mấy chú cứ chạy trước đi, để chỗ này anh lo. Duba lấy được cái đầu lâu thứ ba bị ông già ngăn lại và nói cái nón và mấy cái đầu lâu là của ta, không ai được lấy hết. Ông già và Duba đã giằng co nhau. Duba đã lấy được cái đầu lâu thứ ba và cái nón. Duba đã lấy được nón tàng hình và mấy cái đầu lâu liền quăng qua Sinbad và nói với Sinbad là mấy chú cứ chạy trước đi, để chỗ này anh lo. Duba và ông già đang đánh nhau. Duba, mấy chú cứ đi trước đi. Sinbad nói chúng ta có đi thì phải hết, chứ không có anh em không đi đâu hết, phải có anh em mới đi. Duba đưa mấy cái đầu lâu cho Sinbad và nói mấy chú cứ đi trước đi, chỗ này để anh và con rắn khổng lồ đã nuốt anh Duba vào bụng. Thấy con rắn khổng lồ đã nuốt chửng anh Duba, Sinbad buồn không muốn đi. Gonga và Fizu liền kéo Sinbad bỏ đi và nói Duba đã chết rồi, đi thôi đi thôi. Mấy người bạn của Sinbad đã về, nữ quỷ liền mình rõ và nói mấy anh đã về rồi à, anh Sinbad rất buồn vì đã mất anh Duba. Mấy người có kiếm được mấy cái đầu lâu không, liền Sinbad đưa cho nữ quỷ và chim ưng tự nhiên xuất hiện và đã ngăn cản Sinbad không cho anh đưa mấy cái đầu lâu. Nữ quỷ liền nổi giận nói đưa con chim đáng ghét này ra khỏi mắt ta. Sinbad liền nghi ngờ và quay sang con chim ưng. Sinbad nhìn chim ưng nói hãy ra khỏi chỗ này mau, chỗ này là địa ngục của trần gian, mau ra khỏi chỗ này. Sinbad liền quay qua nữ quỷ. Nữ quỷ biến thành quỷ xe tăng và đã bắt được Fizu và liền nói bọn bay phải đưa tay mấy cái đầu lâu đó, nếu không tao sẽ giết chết Fizu. Và thế là Sinbad đã đưa cho quỷ xe tăng mấy cái đầu lâu. Quỷ xe tăng nói nào đưa cho ta mấy cái đầu lâu kia, nếu không bọn bay sẽ hết. Chúng bay là lũ ngu si, chúng bay đã bị tao lừa, nào mau mau đưa tao mấy cái đầu lâu kia, không tay giết Fizu mau. Sinbad thấy vậy quay sang Gonga và lấy mấy cái đầu lâu kia đưa cho quỷ xe tăng, nhưng không ngờ được anh Duba giật lại vì anh Duba đội nón tàng hình nên quỷ xe tăng không thấy. Duba lấy cái nón tàng hình ra và mọi người đã nhìn thấy anh Duba, nói không dễ lấy được mấy cái đầu lâu này đâu nha. Sinbad nhìn thấy Duba chưa chết và đã mừng rỡ nói anh Duba em tưởng anh đã chết. Duba nhìn quỷ xe tăng và nói ngươi từ đây đến đây thì ngươi về nơi đó. Duba lấy cái đầu lâu ra định đập bỏ quỷ xe tăng, nói ta có thể cho ngươi sức mạnh, ta có thể cho ngươi giàu sang, miễn là ngươi cho ta mấy cái đầu lâu kia. Duba nói đưa mấy cái đầu lâu này cho ngươi để ngươi được thoát ra à và đi hại người à. Duba và mấy người bạn Sinbad cầm đầu lâu trên tay và quăng xuống đất cho bể hết. Quỷ xe tăng nói không đừng làm như vậy, ta xin các ngươi ta. Thế là những cái đầu lâu kia đã bị bể hết và hang động của quỷ xe tăng sắp sập. Sinbad nói với mọi người hãy rời khỏi nơi này mau. Cảm ơn đã xem review phim của mình là Tuấn Tiger 86, nhớ đăng ký kênh Tuấn Tiger 86 nha.